Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị trong 24 giờ qua. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Viện Vật lý Địa cầu liên tiếp thông tin xảy ra 40 trận động đất tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết, qua quan trắc, nguyên nhân của hiện tượng trên liên quan đến động đất kích thích do hồ chứa. Đến đầu giờ chiều ngày 29 tháng 7, Viện Vật lý Địa cầu đã liên tiếp phát 19 tin động đất trên địa bàn huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Trước đó, ngày 28 tháng 7, đã phát 21 tin. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Viện Vật lý Địa cầu đã ghi nhận tổng cộng 40 trận động đất tại Kon Tum. Trước đó, trong ngày 28 tháng 7, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phát đi liên tục 21 bản tin động đất tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Trong đó, trận động đất có độ lớn nhất vào trưa ngày 28 tháng 7 ghi nhận lên tới 5 độ Richter, xảy ra vào lúc 11 giờ 35 phút 10 giây ở độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Cường độ trận động đất này khá mạnh, không chỉ người dân sống ở khu vực tâm chấn có thể cảm nhận rõ rung lắc, mà các tỉnh thành lân cận như Gia Lai, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế đều thấy rõ rung chấn của hai trận động đất này. Các trận động đất còn lại có độ lớn từ 2,5 đến 4,1 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 đến 10 km cũng được ghi nhận tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Cũng trong sáng ngày 28 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum đã ban hành văn bản yêu cầu thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện, các cơ quan đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, Măng Đen khẩn trương ứng phó với động đất. Ủy ban Nhân dân huyện Con Plong yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện theo phân công địa bàn phụ trách, khẩn trương xuống địa bàn nắm tình hình, đánh giá thiệt hại của nhà cửa, tài sản, trụ sở các cơ quan đơn vị để có phương án xử lý khắc phục kịp thời thiệt hại do động đất gây ra, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn triển khai các biện pháp ứng phó với động đất, đồng thời đã bắt tư tưởng, động viên nhân dân ổn định tư tưởng, tiếp tục lao động sản xuất và ổn định cuộc sống. Ngày 29 tháng 7, tại địa phận xã Châu Sơn, huyện Ba Vì, tổ công tác đội cảnh sát đường thủy số 1, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với công an huyện Ba Vì phát hiện bắt giữ phương tiện thủy không kẻ gắn số đăng ký đang hút cát. Vào thời điểm phát hiện mực nước sông dâng cao, nước lũ đang chảy xiết từ thượng nguồn, nhưng các đối tượng vẫn bất chấp bắc vòi hút cát từ lòng sông Hồng bơm lên khoang chứa hàng của phương tiện tàu chở hàng. Phương tiện có gắn thiết bị bơm hút cát và có hai người là Bùi Đức Long, sinh năm 1977, ở phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Giáp Văn Vẻ, sinh năm 1989, ở xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Trên phương tiện nhận cát có ba người, gồm Trần Văn Bình, sinh năm 1987, ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, Ngô Văn Hùng, sinh năm 1982, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Nguyễn Quốc Việt, sinh năm 1987, ở xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, đã không xuất trình được giấy tờ liên quan. Khối lượng cát các đối tượng khai thác bơm lên khoang chứa hàng phương tiện tàu chở số VR24070541 khoảng 500 mét khối. Toàn bộ người có mặt trên hai phương tiện đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản, đưa phương tiện về nơi tạm giữ tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Thị trường chung cư mini tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích và giá thành hợp lý, các khu chung cư mini cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ do tồn tại nhiều lỗ hổng về an toàn phòng cháy chữa cháy. Hệ thống phòng cháy chữa cháy tại nhiều chung cư mini hiện nay đang thiếu đồng bộ và xuống cấp nghiêm trọng. Công tác quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu chung cư mini cũng gặp nhiều bất cập. Một trong những nguyên nhân chính là thiếu nhân viên chuyên môn trong việc quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy và các công tác tuyên truyền và tập huấn về phòng cháy chữa cháy chưa được thực hiện thường xuyên và hiệu quả. Ngoài ra, các nguyên nhân như việc sử dụng các thiết bị điện thiếu an toàn hay tình trạng phân lô bán lẻ trái phép vẫn diễn ra hàng ngày tại các khu chung cư mini cũng góp phần không nhỏ tạo nên nguy cơ xảy ra cháy nổ tại các công trình này. Các vấn đề trên đặt ra những thách thức lớn đối với công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu chung cư mini, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ hơn từ các cơ quan chức năng cũng như nâng cao ý thức của cộng đồng.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh Bô Lê Khăm Say Lào phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng Vư Mua Vừ, sinh năm 1982, ở bản Phôn Mương Nội, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Lê Khăm Say Lào, thu giữ 209 kg ma túy cùng nhiều tăng vật liên quan đến vụ án. Sau một thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bô Lê Khăm Say Lào và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang đối tượng Vư Mua Vừ, thu giữ nhiều loại ma túy với số lượng 209 kg, gồm 63 kg ketamin, 47 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 99 bánh heroin, 38 kg và 141.000 viên thuốc lắc, 61 kg. Quá trình đấu tranh, đối tượng Vư Mua Vừ khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên từ tỉnh Bò Kẹo, Lào, thuộc khu vực Tam Giác Vàng để tập kết tại huyện Khăm Cợt, giáp với huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó thuê các đối tượng người Mông, Lào cắt rừng vận chuyển vào Việt Nam, đưa ra phía Bắc và sang nước thứ ba tiêu thụ. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Việc phá thành công chuyên án bắt giữ nhiều đối tượng đã kịp thời ngăn chặn từ xa, từ sớm số lượng ma túy rất lớn từ nước ngoài chuyển về vào Việt Nam. Chiến công này đã khẳng định mối quan hệ phối hợp tích cực giữa lực lượng công an Việt Nam Lào trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh biên giới hai nước. Thời gian qua, một số người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An sau khi đã mua xe ô tô tại hãng được một thời gian thì có đối tượng gọi điện giới thiệu là nhân viên cửa hàng bán xe ô tô thông báo cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi hoàn thuế và tặng các gói phụ kiện sẽ nhận được số tiền tương đương với 10% giá trị xe, nhưng bắt buộc khách hàng phải đưa xe và giấy tờ xe cho đối tượng để làm thủ tục. Những người này sau đó đã tin tưởng và giao xe ô tô và giấy tờ cho đối tượng được một thời gian. Khi người dân muốn lấy lại xe ô tô thì đối tượng đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc trả xe, dẫn đến người dân rất bức xúc. Đồng thời, cũng tại thời điểm này, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh phát hiện tại một số cơ sở cầm đồ trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện việc cầm cố tài sản là ô tô không đúng quy định của pháp luật. Công an tỉnh Nghệ An xác định vụ việc có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, với thủ đoạn rất tinh vi nên đã lập án đấu tranh. Qua xác minh, xác định đối tượng liên quan là Trần Thị Hát, sinh năm 1997, trú ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, là nhân viên kinh doanh bán hàng của một cửa hàng ô tô tại thành phố Vinh. Qua quá trình điều tra, trong thời gian từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024, do đầu tư tiền ảo trên mạng bị thua lỗ, để có tiền trả nợ nên Trần Thị Hát đã liên hệ với những người đã mua xe ô tô trước đây mà Hát tư vấn, sau đó đưa ra thông tin là hãng ô tô khách hàng đã mua đang có chương trình khuyến mãi hoàn thuế và tặng các gói phụ kiện sẽ nhận được số tiền tương đương với 10% giá trị xe, nhưng bắt buộc khách hàng phải đưa xe và giấy tờ xe giao cho Hát. Khi lấy được tài sản của khách hàng, Trần Thị Hát đã đưa đi cầm cố. Ngoài ra, Hát còn tìm đến các cửa hàng cho thuê xe tự lái trên địa bàn thành phố Vinh, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai thuê xe ô tô. Sau khi thuê được xe thì Hát đưa xe ô tô đi cầm cố để lấy tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân và đầu tư tiền ảo. Bằng các thủ đoạn nêu trên, Trần Thị Hát đã thực hiện 13 vụ lừa đảo chiếm đoạt 13 xe ô tô trị giá hơn 10 tỷ đồng của 13 công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng.